đến
Ok, chúng ta tiếp tục ha các bạn. Rồi, các bạn thấy màn hình của thầy chưa? Hello. Dạ thấy rồi thầy ơi. Nhìn thấy ha. Ok. Hello thầy. Rồi, tiếp tục thôi. Tưởng thầy ngủ rồi chứ. Hả? Rồi, chúng ta đang nói tới cái chỗ là động năng của chuyển động quay ha. Đây là cái tóm tắt các cái biểu thức mà các bạn cần lưu ý, rồi kể cả trong chuyển động quay cũng như là trong chuyển động tĩnh tiến. Ồ, khoan rồi, cái moment chuyển động quay đó, moment động lượng. Chúng ta có thêm cái đại lượng moment động lượng các bạn ha. Moment động lượng thì nó giống như là động lượng ở trong cái chuyển động tĩnh tiến của mình đó. Chuyển động tĩnh tiến các bạn có động lượng P bằng gì? MV. Thì tương tự trong chuyển động quay nó cũng có cái đại lượng liên quan tới động lượng, thì chúng ta gọi là moment động lượng, thì nó cũng bằng là Y thì nó giống như em nè, Omega thì nó giống như V. Để cho, tuy nhiên cái đại lượng này nó lại đặc trưng cho chuyển động quay. Thì cũng tương tự như trong chuyển động tĩnh tiến, chúng ta có F bằng cái gì các bạn? DP trên DT. Đây là cũng là định luật hai Newton phải không? Đây là một dạng định luật hai Newton, là F bằng DV trên DT. Thì đối với trong chuyển động quay cũng vậy, chúng ta có nguyên nhân chuyển động không phải là F mà là nó là torque. Torque thì nó bằng là cũng liên quan tới động lượng nhưng mà DL trên DT. Như vậy bản thân ở trong chuyển động tĩnh tiến chúng ta có đại lượng gì, thì nó cũng có một cái đại lượng tương ứng ha, tương đương tương ứng giống như vậy trong cái chuyển động quay. Thấy chưa? Từ động năng nè, rồi từ 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 đại lượng đặc trưng cho tính quán tính, thì bên kia là khối lượng, thì đây là moment quán tính ha, rồi động năng rồi bên đây cũng có, rồi trong chuyển động quay cũng có, rồi bây giờ tới động lượng ha, thì trong chuyển động quay cũng có nhưng nó đặt cái tên gọi là moment động lượng tại nó liên quan tới cái vấn đề quay, hay liên quan tới quay người ta đặt nó tên là moment động lượng. Và bên chuyển động tĩnh tiến á, thì nguyên nhân chuyển động tĩnh tiến là lực, thì nó bằng độ biến thiên của cái động lượng theo thời gian. Thì ở đây trong chuyển động quay thì moment lực thì nó gây ra độ biến thiên của moment động lượng theo thời gian. Yeah, mọi thứ nó có tất cả các cái đại lượng ở bên chuyển động quay nó đều có cái đại lượng tương ứng hết, tương ứng với lại đại lượng bên chuyển động tĩnh tiến. Được chưa? Ok. Rồi các bạn cứ xem thêm các cái ví dụ về. Ở đây chúng ta có ví dụ về vật mà chuyển động lăn không trượt. Chuyển động lăn ở đây ha. Khi các bạn xét cái chuyển động lăn này thì các bạn lưu ý rằng chúng ta có, nếu như xét chuyển động lăn thế này, từ đây vật nó chuyển động tới đây, thì chúng ta sẽ có hai cái chuyển động. Chúng ta có thể phân thành hai chuyển động như coi. Cái chuyển động thứ nhất là cái chuyển động bản thân, cái chuyển động quay của các vật ở bên mép này nè, cái chuyển động quay của vật xung quanh cái trục. Chuyển động thứ hai là chuyển động tĩnh tiến của chính cái trọng tâm của vật, chuyển động tĩnh tiến tới trước. Thành ra đối với một cái vật rắn á, mà nó có chuyển động lăn không trượt á, thì luôn luôn chúng ta sẽ phân ra thành hai cái chuyển động quay quanh trục của các cái điểm bên trong vật rắn này. Và cái chuyển động thứ hai đó là chuyển động tĩnh tiến của cái khối tâm của vật rắn chuyển động về phía trước. À, chúng ta có hai cái chuyển động như thế, đặc trưng cho chuyển động của vật rắn. Thì ở đây đó, người ta cho các bạn xem là người ta tính cái vần V của cái trọng tâm đó. Na V của trọng tâm, vận tốc chuyển động của trọng tâm
còn tất chuyển động trọng tâm thì cũng chúng ta giả sử như đây là chuyển động không có trượt ha, thì bản thân vận tốc chuyển động của trọng tâm nó chính được bằng là vận tốc quay của cái điểm của bản thân cái vật rắn này, vận tốc quay chuyển động quay của vật rắn này nhân cho bán kính của cái khối vật rắn này. Ở đây cái vật rắn này nó có cấu trúc đối xứng, thực ra nó chính là cái hình trụ. Thành ra chúng ta có giữa vận tốc gốc vận tốc dài thì chúng ta có thể biểu diễn bằng R. Đây đây là vận tốc chuyển động của khối tâm luôn nhé, của khối tâm luôn, thì chúng ta có thể tính nó bằng cái vận tốc tức thời ngay chỗ cái điểm này của vật rắn. Tại vì khi chúng ta xét chuyển động tĩnh tiến, ta nhớ bữa trước thầy nói chuyển động tĩnh tiến không, thì nếu như là chuyển động tĩnh tiến thì tất cả các điểm ở trên vật nó sẽ chuyển động giống nhau hết, đi nó chuyển động về phía trước hết mà. Thành ra là khi chúng ta xét chuyển động tĩnh tiến, chúng ta không phải xét tất cả các điểm chuyển động vận tốc tất cả các điểm, chúng ta chỉ cần xét một điểm duy nhất thôi. Tại vì thật ra tất cả các điểm chuyển động tĩnh tiến nó phải giống nhau, thành ra là chúng ta chỉ xét một điểm duy nhất, đó là trọng tâm mà thôi. Thì bản thân cái trọng tâm này chúng ta có thể tính được gia tốc của nó thông qua cái gia tốc gốc chuyển động luôn, bằng cái phép toán rất đơn giản giống như nãy thầy nói. Rồi thì các bạn xem thêm cái chỗ này. Như vậy đối với vật rắn chuyển động lăn không trượt, chuyển động lăn không trượt nha, nếu như có trượt đó, thì chúng ta không có cái mối liên hệ là V nó bằng R omega đâu nha. Chúng ta có V bằng R omega nè, A nó bằng là R alpha nè. Thì khi nào khi vật lăn không trượt, nếu như vật nó lăn mà nó lại bị trượt, có nghĩa là bản thân cái vận tốc dài nó không có bằng bằng vận tốc gốc như thế rồi, thấy chưa? Đó thì bản thân một vật rắn mà lăn không trượt thì như lúc nãy thầy nói, chúng ta có thể phân nó ra thành hai chuyển động tĩnh tiến của khối tâm và chuyển động quay của các cái phần tử của vật rắn đó, quay quanh cái trục đối xứng của nó. Chúng ta phân tích thành hai loại như thế. Thành ra khi chúng ta xét cơ năng chuyển động của nó cũng phải có hai phần. Thứ nhất là phần chuyển động tĩnh tiến của khối tâm, đây là chuyển động tĩnh tiến của khối tâm. Được chưa? Và phần thứ hai là chuyển động quay quanh trục đối xứng. Hãy lưu ý ICM này là cái trục đối xứng đi qua khối tâm. Nha, trục đối xứng đi qua khối tâm. Đó thì các bạn sẽ có được cái cơ năng chuyển động của cả cái vật rắn lăn không trượt, thì cứ tưởng tượng là các bạn có một cái thanh gỗ hình trụ để mặc cho nó lăn ở trên mặt sàn, thì các bạn thành tính cơ năng bằng cái biểu thức này. Nghĩa là bản thân nếu như chúng ta không phân ra kiểu như thế này, các bạn thấy quỹ đạo của nó chuyển động vậy nè, mà đồng ý không? Quỹ đạo của một điểm, quỹ đạo của một điểm ở trên vật rắn nó chuyển động là vòng vòng vòng, nó vừa quay mà nó lại vừa tĩnh tiến về phía trước, thì có phải nó ra cái quỹ đạo này không? Một điểm ở trên vật rắn nó vừa quay vừa chuyển động tĩnh tiến về phía trước, nó ra cái điểm này. Mà nếu như chúng ta không phân tích nó thành hai cái chuyển động mà chúng ta mô tả bằng cái quỹ đạo chuyển động này thì chỉ có mà chết ha, làm sao mà mô tả nổi, nó phức tạp quá. Thành ra chúng ta tách ra thành hai cái chuyển động thì bài toán trở nên cực kỳ đơn giản. Tại vì thật ra chuyển động như thế này, chuyển động như thế này thì bản thân cái vật đó nó là nó có chuyển động quay, đúng không? Và bản thân cái điểm đó nó cũng có chuyển động về phía trước, thì cái chuyển động về phía trước chúng ta đâu cần phải xét cái điểm đó, chúng ta chỉ cần xét một điểm đại diện cho nó là khối tâm là được rồi. Còn chuyển động quay của nó thì chúng ta cứ chuyển động xét chuyển động của nó quay quanh cái khối tâm là đủ rồi. Thế ha? Ok. Rồi, như thế thì dẫn tới cái việc là chúng ta có sẽ giải quyết cái bài toán này, vật lăn không trượt, và bản thân cái năng lượng của nó cũng bảo toàn đấy nha các bạn. Thì trong vật rắn, đây cái vật chuyển động này nếu như không có ma sát thì nó cũng tương tự như ở đối với chất điện, cơ năng của nó cũng bảo toàn nếu như không có cái ngoại lực. Cái ngoại lực ở đây đó là lực phi thế. Lực phi thế ở đây là cái lực
ma sát chẳng hạn, xả lực như thế, nó làm cho cái hệ chúng ta gọi là hệ không kín, không lực phi thế cho nó làm cho hệ không kín. Cái thời gian nó một chút nữa nó sẽ hết, và các bạn nhớ là khi thời gian hết thì chúng ta cứ vào lại bình thường thôi, tại vì đó là cái giới hạn của cái phần mềm chung này, thì coi như là chúng ta được 1-2 phút giải lao, quá sướng không. Rồi như thế là đối với cái chuyển động lăn không trượt của vật rắn, ở đây chúng ta có thể dùng định luật bảo toàn cơ năng. Ha. Cơ năng thì cũng có thể là bao gồm là động năng và thế năng. Thì hãy lưu ý, thế năng ở đây đó là thế năng của khối tâm. Lưu ý cho thầy ha. Lưu ý là thế năng đó là thế năng của khối tâm. Do đó chúng ta, mà khối tâm thì các bạn lưu ý, khối tâm chúng ta, phần trước chúng ta đã xem nó giống như một chất điểm. Có khối lượng là khối lượng cả hệ, nhưng nó đặt tại vị trí là vị trí của khối tâm. Được chưa? Đặt tại vị trí là vị trí của khối tâm. Rồi. Do đó, coi như là chúng ta giải quyết một bài toán vừa chuyển động quay vừa chuyển động thuận tiến. Ở đây, cái cơ năng của khối tâm thì bạn tính là như thế này. Bằng MRH, nó là khối năng, cơ năng của trong khi mà vật nó nằm trong trường trọng lực thôi. Các bạn có thế năng của nó là như thế ha. Rồi còn động năng thì sao? Bản thân vật này nó chuyển động lăn không trượt. Giả sử ban đầu nó chuyển động từ vị trí đứng yên. Nó từ đứng yên, ban đầu đứng yên có nghĩa là cơ năng, có nghĩa là động năng của nó bằng không. Sau khi nó lăn cho tới đỉnh, nó tới đáy. Sau khi nó lăn cho tới đáy, tới đây nè. Tới đáy này, thì nó sẽ có một cái vận tốc là V đối với khối tâm, và vận tốc là omega đối với chuyển động tròn. Hai cái này nó lại có liên hệ với nhau là nó bằng là nó có cái hằng số tỷ lệ R. Còn ban đầu á, vận tốc V nó bằng 0 và omega cũng bằng 0 luôn. Yeah. Ban đầu tại vị trí này. Đó, chúng ta có thể áp dụng định luật bảo toàn cơ năng để chúng ta giải. Và áp dụng xong chúng ta sẽ ra được cái vận tốc của khối tâm, chuyển động thuận tiến của khối tâm. Thì có được vận tốc chuyển động thuận tiến khối tâm, các bạn có thể xuyên ngược lại cái giá trị của omega. Được chưa? Rồi cái bài toán này thì nói chung là nó khá là đơn giản nếu chúng ta giải quyết bằng cái bài toán. Nếu chúng ta giải quyết bằng phương pháp năng lượng. Giải quyết phương pháp năng lượng. Còn nếu như mà chúng ta giải quyết bằng phương pháp động lực học thì vẫn được. Thì lúc này giống như thầy nói các bạn, bằng cứ phân tích ra thành hai chuyển động tình tiến khối tâm. Thì chuyển động tình tiến khối tâm là do cái gì gây ra? Do trọng lực nó tác dụng lên khối tâm, đúng không? Thì các bạn cứ phân tích ra. Ví dụ như hoặc đây ha, trọng lực tác dụng lên khối tâm P là gì? Các bạn phân tích ra cái chiều này. Các bạn sẽ có P theo, giả sử như thầy gọi, thầy đặt cái đây là cái trục UI nè. Cái trục này là OX đúng không? Thì thầy sẽ có PX. PX này chính là đại lượng làm cho khối tâm nó chuyển động xuống phía dưới. Rồi thêm nữa thì các bạn cũng có thể có phân tích ra thằng P, cái này PI. PI mà nó đi qua. À, PI không? PI. Thấy chưa? Đó. PI này thì nó không gây ra chuyển động tĩnh tiến của khối tâm. Thấy chưa? Rồi. Cái đó là cái chuyển động tĩnh tiến của khối tâm. Còn khi mà xét chuyển động quay